Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Mặc vợ đi nhặt từng chai nhựa về bán lấy tiền nuôi con, chồng vẫn đi gái để rồi một năm sau phải quỳ gối xin vợ cứu. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Ông Khai đi gái rồi tỏ thái độ khinh thường cô vợ bới rác nhặt từng cái chai lọ bỏ đi để kiếm tiền. Nào ngờ chỉ sau có một năm, Hải đã phải khóc lóc quỳ gối trước mặt vợ. Từ hồi sinh đứa thứ hai xong, Hải bắt Lê nghỉ hẳn việc lao công để ở nhà chăm hai đứa con nhỏ. Cứ nghĩ chồng thương và lo cho mẹ con mình, nên Lê đành nghe lời chồng. Nhưng gần một năm ở nhà nuôi con, Lê gần như rơi vào khủng hoảng khi chồng đi gái và mang hết tiền của ở nhà cho bồ mà không để nang gì đến vợ con hết. Biết chồng như thế, nhiều lần Lê đã ngọt nhẹ khuyên can, nhưng anh lộn nổi cáu và chửi Lê không ra gì hết. Không có việc lại nuôi con nhỏ trong khi chồng làm được đồng nào tiêu hết, rồi vợ có đồng nào Hải cùng lột sạch để đi nhà nghỉ với gái. Mới có một thời gian ngắn mà nhà Lê chẳng còn gì hết ngoài căn nhà không. Thương hai cái đứa con thơ đói sữa, chẳng có cái gì ăn ngon để phát triển và lớn như con người ta, Lê ứa nước mắt, thương con giận chồng. Vướng bận con cái khiến Lê không thể xin làm lao công như trước được nữa. Bí quá, cô đành cậy nhờ mẹ đẻ trông cháu hộ, còn mình đi lang thang khắp thị trấn nhặt từng cái chai lọ người ta ném đi để bán đồng nát kiếm tiền nuôi con. Ngày nào cũng đạp xe rong ruổi hết đường này phố kia, lục tung đống rác hôi thối lên để kiếm tiền, khiến người Lê lúc nào cũng bốc mùi khó chịu. Cái nghề nhặt đồng nát mặt hạ này cũng chẳng giúp Lê kiếm được là bao nhiêu. Hôm nào may mắn được nhà nào gọi vào nhà dọn thì cũng kiếm được dăm chục 100, không thì có hôm cả ngày đi mòn cả bánh xe mới được 10.000 đồng. Cầm đồng tiền nhàu nát dính cả mùa hôi tanh của chai lọ vứt ở đống rác, Lê lại vội ra chợ mua hộp sữa hay ít thịt về cho tụi nhỏ ăn. Nhìn chúng nó thiếu thốn đói khát mà Lê rầu hết cả lòng. Biết vợ đi bới rác nhặt từng cái chai lọ để bán, Hải cũng chẳng thương tiếc gì. Ngược lại, anh còn khinh thường và cao giọng đuổi mẹ con Lê ra khỏi nhà để đưa nhân tình về sống. Quá sốc vì thái độ của chồng, Lê không chịu được nữa mà vùng lên cãi lại lời chồng, thì nhận ngay trận đòn thừa sống thiếu chết của người đàn ông vũ phu kia. Chán chường, Lê quyết định buông bỏ người chồng tệ bạc này, ôm con về ngoại sống. Những tháng ngày làm mẹ đơn thân và tiếp tục công việc nhặt chai lọ sắt vụn người ta vứt để kiếm tiền nuôi con. Đã ngót nghét hơn một năm kể từ ngày bị chồng đuổi ra khỏi nhà, giờ cuộc sống của mẹ con Lê đã ổn định hơn. Giờ Lê không còn đi bới rác nhặt sắt vụn nữa, mà cô đi buôn cá và bán kiếm lời dễ hơn đi nhặt chai lọ như ngày trước. Lắm lúc con hỏi về Hải, Lê lại rơi nước mắt và nói bố đã chết rồi, để khỏi phải nhớ về người chồng tệ bạc ấy nữa. Đúng trong một thời gian, Lê ổn định cuộc sống và đã xóa được người chồng tệ bạc, thì Hải bất ngờ tìm đến nhà mẹ vợ cầu cứu Lê. Thấy chồng phờ phạc, người bầm dập vết thâm tím mà quỳ lại khóc lóc các kiểu trước mặt của mình, Lê vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cố giữ bình tĩnh, cô kéo anh chồng ra quán nước đầu làng nói chuyện thì mới hay tin Hải bị cô bồ xử không thương tiếc khi dám công khai mối quan hệ giữa hai người và cản con đường làm giàu bằng vốn tự có của cô ta. Nhưng lý do thật hơn đó là Hải trắng tay, hết giá trị lợi dụng thì ả ta sa thải và ruồng bỏ như một kẻ ăn mày mặt hạ. Thở dài sau câu chuyện của chồng, Lê cười khẩy, cũng chẳng ngoảnh mặt bỏ đi mà
Cô khẽ rút ví ra đưa cho Hải 2 triệu đồng và nói: anh cầm số tiền này mà thuê nhà trọ ở rồi kiếm việc mà làm. Em lấy chồng khác rồi, anh ấy hay ghen lắm. Lê nói dối với chồng mình như vậy. Hy vọng chúng ta không gặp nhau nữa. Em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Vì kẻ bần thỉu, nghèo khó như em không kiếm đâu ra nhiều tiền nuôi anh cả đời được. Em làm vậy khác gì bỏ rơi anh. Dù sao anh cũng là cha hai đứa nhỏ, em phải có trách nhiệm với anh chứ. Bỏ rơi anh? Anh có nhớ ngày trước anh đánh đuổi mẹ con em không thương tiếc và còn lột sạch cả tiền không? Giờ em đã bố thí cho anh 2 triệu là quá hào phóng rồi. Nếu anh không lấy, em thu lại. Thôi được rồi, em đi đi. Anh cứ tưởng em còn yêu anh nên về đây bám víu, sống nhờ vào em, nào ngờ em lại đối xử với anh như thế. Lê không nói câu nào mà xách túi ra thẳng quán lên xe về. Cười trong nước mắt, Lê ngẫm mà thấy đúng quá. Đời có vay thì có trả. Kẻ gây tội ác sẽ bị trừng phạt thôi. Chắc có lẽ giờ chồng mới thấm được cái cảm giác bị người mình tin yêu ruồng bỏ như thế nào. Anh yêu và cung phụng bồ đến thế cơ mà, giờ anh với cô ta chỉ là cái rẻ lau nhà cũ kỹ và phải đáp đi luôn thôi. Nếu như ngày trước Hải nghe lời vợ thì mọi chuyện đâu có thế này, gia đình tan nát. Giờ anh trắng tay, tất cả là do Hải gây ra mà thôi. Nếu anh có trách thì nên tự trách bản thân mình trước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mà người phụ nữ, người vợ đã chia sẻ lại cuộc hôn nhân của mình đầy nước mắt. Cuộc sống là vậy. Chúng ta mà lên trên các trang mạng xã hội hoặc là đọc báo thì quý vị và các bạn mới biết rất nhiều hoàn cảnh trớ trêu, trái ngang vô cùng. Và người phụ nữ luôn luôn là chịu thiệt thòi và đau khổ. Trong câu chuyện này thì các bạn cũng biết rồi, lấy nhau có hai mặt con cũng chỉ vì khinh vợ, nghèo nàn, hèn mạn, rồi đành đoạn bỏ vợ và con đi theo là người tình. Vợ thì cặm cụi nhặt từng miếng ve chai để bán đi kiếm tiền nuôi các con. Cuộc đời rút cuộc anh ta cũng bị là trả báo. Và tôi cũng mong rằng cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.